Em có một đứa học trò nó làm thuốc, nó ra một cái loại thuốc như này mà em thấy cái con bé nó rất là thông minh. Đấy, kể một chút ngoài lề không liên quan nhưng mà để cho mọi người tìm cái unique selling point rất là hay. Đấy, nó làm cái thuốc thải độc gan. Thế nhưng mà thải độc gan bây giờ làm sao mà đấu nổi với Boganic, đúng không? Đấy, Boganic nó là chứ danh rồi. Nó chơi cái loại thuốc thải độc gan nhưng mà cái thông điệp truyền thông của nó hướng tới một nhóm khách hàng rất nhỏ, hướng tới nhóm khách hàng là dân chơi. Thì dân chơi thì chuyên các loại ma túy, kích chất kích thích, rồi thì đặc biệt là sử dụng nhiều các cái loại thuốc tăng cường sinh lý. Nữ thì sử dụng thuốc tránh thai, nam thì sử dụng thuốc tăng cường sinh lý, tỷ lệ đấy rất cao, rất cao luôn. Thế nó truyền thông thông điệp là nếu mà mọi người chơi đồ thì xài cái thuốc này nó sẽ tốt cho mọi người. Đấy. Một nhóm đối tượng rất cụ thể, một thông điệp truyền thông rất cụ thể, đi vào một nhu cầu rất cụ thể, nó nhỏ thôi nhưng mà rất cụ thể. Thuốc của nó là thải độc nhưng mà phụ nữ uống thuốc tránh thai hàng ngày nhiều, uống tránh thai khẩn cấp nhiều, vã thuốc này vào nó thải độc cho. Nam giới chơi ma túy, chơi đá, chơi rượu bia, chơi đặc biệt là chơi sử dụng thuốc tăng cường sinh lý ấy, là uống cái đấy. Thế là nó chiếm được một cái lượng khách hàng đáng kể đấy. Rồi thế sau đó thì sau đó khi mà chị ăn hết được cái đội công nhân xong ấy, thế chị lại ra kim tan nhưng mà nó office. Đấy, vẫn là kim tan nhưng mà bán cho đội văn phòng giống thầy Phan Anh này, thì lại phải là một content khác, lại phải là một cái bao bì khác. Ví dụ như là cái gì lúc đấy chị lại phải là gì, tăng cường gọi là trí lực, đúng không ạ? Cái từ khóa mình nó phải là kim tan trí lực đấy. Đấy cũng là một vấn đề em đang muốn hỏi thầy. Tức là Kim Tan cũng đang sắp ra những cái SKU mới. Thì em đang phân vân rằng là không biết là mình nên lấy luôn cái thương hiệu của Kim Tan hay rằng là mình đã lấy một cái thương hiệu khác cho cái sản phẩm mới. Cái dòng mới mình ra thì nó là dòng cao cấp hơn. Nó không phải là cái dòng phổ thông như hiện tại mình đang bán nữa. Giá trị của nó cũng cao hơn nhưng mà chất lượng của nó cũng tốt hơn. Thì nếu mà theo thầy á thì mình nên nên giữ luôn cái chữ thương hiệu Kim Tan của mình hay là chữ Kim Tan nó trở thành một cái chữ gọi là sản phẩm của Kim Tan Việt Nam nó trở thành một cái mẹ thôi, còn cái dòng cao cấp và cái dòng phổ thông mình sẽ trở thành hai cái dòng con cho cái việc mà mình nếu mà nói về cái việc marketing á thầy thì ý kiến của thầy như thế nào? Tức là tháng 9 theo kế hoạch thì tháng 9 là bên Kim Tan mình sẽ ra những cái dòng sản phẩm mới cao cấp, vậy thì mình có nên dùng cái Kim Tan lại hay không? Em thì em đang nghĩ đến cái việc là em sẽ dùng một cái thương hiệu khác và nó đẳng cấp hơn đó, để nó thể hiện được một cái phân khúc khác, bởi vì đối tượng của khách hàng của nó cũng đang khác rồi, tại vì nó cao cấp hơn nên là đối tượng khách hàng của nó khác chứ không phải là phổ thông như như dòng hiện tại nữa, nên là chưa có quyết định cái phần này, đang còn Câu trong hỏi cái này của chị cái thì thầy có thể trả lời ngay được, bởi vì là đây là ý kiến cá nhân. Thì thầy là ủng hộ quan điểm là ra thương hiệu mới. Ra thương hiệu mới bởi vì hai phân khúc nó hoàn toàn khác nhau. Vâng. Và về mặt cá nhân nhé, đây là ý kiến cá nhân đó. Đây là ý kiến cá nhân. Cá nhân là nó chỉ thể hiện là thông qua tri thức, thông qua yêu thích, thông qua sở thích, thông qua cái thói quen tiêu dùng, không đại diện cho mọi người. Đấy, nhưng mà ví dụ như là nước uống mà hôm kia bên BTI gửi cho tôi cái thương hiệu Kim Tan ấy, thì tôi vào tôi đọc, tôi về mặt cá nhân này cái tên ấy rất là dễ đọc nhưng mà tôi lại không thích cái tên đấy một tí nào cả. Đấy, có thể là chị sẽ không vui nhưng mà về mặt ý kiến cá nhân thì tôi không thích cái tên đấy, đặt tên đồ uống. Thế còn chị hỏi là vì sao nó không thích thì không giải thích được, giống như là chị bây giờ giới thiệu cho một cô cháu gái rất là xinh, bảo là chị giới thiệu cho thầy đấy nhưng mà thầy mà không thích, nếu hỏi làm sao không thích thì không thích thế thôi, không biết là tại sao cả. Thì cái tên đó đối với mình cảm thấy nó hơi lạ khi mà dùng một cái tên như vậy đặt tên cho đồ uống, khá là lạ.
không, tại nó cũng có cái câu chuyện là nguồn gốc của nó, thì cái này không vấn đề. Thì em đang làm hướng tới cái việc là kim tan thì em vẫn giữ cái thương hiệu này, bởi vì là câu chuyện để nó hình thành lên cái sản phẩm mà thầy. Còn cái mà sản phẩm cao cấp hơn á, thì em định sắp ra một cái dòng mới, thì nó cũng là nền tảng là giống như chẳng hạn như mình cũng là nước sâm yến, thì bây giờ mình cũng vẫn làm là một cái dòng nước sâm yến nhưng mà nó ở mức độ cao cấp hơn. Vậy thì cùng là có thể nó cùng là một cái tên rằng là nó sâm yến luôn à, cùng từ sâm cùng từ yến nhưng mà nó dòng cao cấp hơn, thì em định là đổi một cái thương hiệu mới, thì ok thầy là cũng đồng tình, thì em thấy cũng tự tin để mình có thể dễ quyết định, bởi vì mình đang chưa có quyết định cái phần này và mình cũng đang ấp ủ nó thôi đó. Tên thương hiệu thì em cũng dự tính lấy rồi, nhưng mà nếu như trường hợp mà thầy thấy rằng là ngay cả cái thương hiệu em chưa thấy thầy nhắc tới, nhưng mà lỡ nói rồi thì hỏi ý kiến thầy luôn, đó là về cái tên thương hiệu á, thì em ví dụ như bây giờ em chọn lựa chọn một cái tên đó là Eagle đại bàng đó thầy, thì á mình lựa chọn nó về cái ý nghĩa của nó trở thành một cái gì đó dẫn đầu, hay là thầy thấy rằng là cái hình ảnh của nó, nếu mà mình chọn một cái thương hiệu thì mình nên nghiêng về cái gì nhiều hơn? Thứ nhất là trước hết là phân tích về 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 cách đặt tên đấy. Yeah. Phân tích về cách đặt tên thì chị phải hiểu được là đầu tiên là xu hướng của người Việt nói. Yeah. Chung người Việt là sử dụng tiếng Việt, tiếng Việt là một dạng ngôn ngữ Latin đấy. Yeah. Mình phân tích rất sâu xa nhá, tiếng Việt là một dạng ngôn ngữ Latin, nó được sửa từ tiếng Pháp ra, và tiếng Pháp với tiếng Anh nó khá là gần nhau. Đại khái là lòng vòng giải thích một thôn hồi kết luận là người Việt Nam rất thích tiếng Anh. Yeah. Đấy là lý do tại sao mà các chung cư, các tòa nhà, các loại sản phẩm rất tần tật lại cứ đặt tên tiếng Anh, và rồi nó trở thành một cái thói quen đấy. Người Việt không có nghĩa là làm ra sản phẩm kém, thế nhưng mà rất nhiều người Việt làm sản phẩm kém, cho nên cái tiêu dùng của người Việt ấy, ví dụ như tôi mua rất nhiều sản phẩm của Việt Nam, tôi thấy rất là đều, tôi mua thấy có đồ bọn nước ngoài, đồ Tây tên tiếng Anh tôi thấy nó xịn, thế thì tôi mặc định rằng là tên Tây nó có vẻ xịn đấy. Nó là một dạng tự kỷ ám thị. Thế thì lời khuyên của tôi dành cho chị Hậu đấy là nên sử dụng một tên thương hiệu tiếng Anh đấy, hoặc có thể là dạng phiên âm tiếng Nhật, tiếng Hàn đấy. Đấy. ví dụ như là bọn VB ấy, bọn VB Mew ấy, chị có biết bọn VB Mew là nó ra hẳn một nhãn, nó ký với Park Hang-seo luôn, là sữa. Yeah. Sữa ông Park, tên sữa là sữa ông Park, cạnh tranh với ông Thọ. VB Mew nó ra sữa ông Park, dùng hình ảnh của ông Park, icon vẽ một cái hình nhân ông đầu trọc đeo kính, thì tôi thấy cũng khá là thú vị. Eagle thì đọc cũng khá dễ. Yeah. Từ Eagle thì sau này mình dạy khách đọc luôn là Eagle đọc luôn. Yeah. Và hình ảnh đại bàng cũng là một hình ảnh rất mạnh mẽ. Đấy, và cũng có yếu tố thủ lĩnh, cũng có yếu tố hướng tới doanh nhân, rồi thì doanh nghiệp, dân văn phòng, cái mối liên hệ cũng khá là tốt. Đấy, bởi vì thường hiện nay cái đội mà sale ấy, CEO ở Việt Nam ấy, họ hay sử dụng hình ảnh đại bàng để biểu trưng cho cái sự can trường, cái sự mạnh mẽ, cái sự đương đầu kiểu đấy. Yeah. Và hơn nữa, nếu mà phân tích sâu xa nữa thì đại bàng chính là biểu tượng của nước Mỹ. Đại bàng đầu trắng chính là biểu tượng của nước Mỹ, thì mình có thể mình cân nhắc lên một chút gì đó, có một cái công thức gì đó hay có một cái yếu tố gì đó dây dưa đến thằng Mỹ một tí, để sau này mình thuận lợi cho việc truyền thông. Yeah. Ví dụ như máy bóc công nghệ Mỹ đấy, tức là mình phải tính xa hơn nữa chứ. Yeah. đừng có như thằng Asanzo của Atam ấy, đúng không? Máy thì toàn công nghệ thì đều chết thôi, cứ công nghệ Mỹ với công nghệ Nhật, đến lúc nó bóc phốt cho là chết luôn, khỏi không ai mua luôn. Đấy chính là khủng hoảng truyền thông. Yeah. Eagle được cũng được không, nhưng mà như thầy thấy đấy, cái đấy hay,
tức là mình sẽ lấy một cái gì đó từ nước Mỹ, hình ảnh ở nước Mỹ hay là công nghệ gì đó, mình sẽ sản xuất theo quy trình ví dụ như vậy, thì nó vẫn có một cái sự gắn kết hơn và cái sản phẩm của mình nó trở thành thương hiệu được quốc tế được, chứ không phải chỉ dừng ở Việt Nam nữa. Sau này nếu mà chị mà làm tốt nữa thì chị mà làm tốt nữa thì chị có thể làm xin FDA Hoa Kỳ. Nếu mà chị có FDA Hoa Kỳ nữa thì quảng cáo truyền thông lại càng ngon đấy, càng ngon. Nếu mà chị mà có FDA Hoa Kỳ thì em nói như này, quảng cáo gần như là rất là độc độc đáo luôn, sức rất là mạnh. Cứ cái chữ FDA Hoa Kỳ in to lửa lon cho em, đã hiểu đó là cái gì, nhưng mà cái chứng chỉ đấy là của Mỹ, bọn khác không có thì mình cứ nhai đi nhai lại. Bởi vì nha, tất cả các loại thuốc hoặc thực phẩm mà có chứng nhận của FDA Hoa Kỳ đều bán rất tốt. Đấy. Còn em cũng đang ra một cái gọi là xong rồi cái sản phẩm đó là một cái nước tăng lực, nhưng mà mình không, ví dụ như nước tăng lực ở ngoài thị trường hiện tại thì người ta sẽ dùng những cái chất như là caffeine rồi taurin hay là một số chất để tạo cái sự tỉnh táo, thì đương nhiên về nói về nước tăng lực thì mình vẫn phải có những cái vitamin đó, rồi vẫn phải có cà phê, nhưng mà cái của mình á, thì nó có một cái sự khác biệt đó là làm từ sâm, thay vì như nước tăng lực ở ngoài thị trường á, người ta chỉ dùng từ nước thôi, nhưng cái của mình thì mình dùng là từ từ sâm là cái nền, sau đó mình cho thêm cái vitamin nữa rồi cho thêm cái caffeine thì để nó tạo thành một cái nước tăng lực, nhưng nó lại có một cái sự điểm khác biệt cho cái sản phẩm của mình. Thì cái tên á, cái tên thì em lấy nó là cái hit point đó, Rồi. nó hit point, nó giống như là một cái gì đó là cái sinh mạng vậy đó, một cái lượng năng lượng trong cơ thể của mình á, nó Đấm. không thể được cạn được, nhiệm vụ là mình phải luôn luôn là bổ sung cho nó đó, mình không được để nó cạn vì nó cạn là mình chết. Vì vậy nên là em cũng đã lựa chọn cái đấy. Vậy nhãn thì tất cả mọi cái đều làm chung hết rồi, nhưng mà tại do dịch nên vẫn chưa có ra mắt cái sản phẩm mới này ra ngoài thị trường. Thì cái dòng này á, em cũng dự tính là để cho cái đối tượng sử dụng cũng là đối tượng phổ thông thôi chứ không phải là cao cấp, bởi vì đối tượng của mình nó là các tài xế rồi các những người họ làm việc mà dễ bị mệt mỏi á, gọi là cái những người mà gặp tình trạng mệt mỏi thì họ sẽ được bổ sung bằng cái lượng sâm và cái lượng vitamin ở trong cái dòng tăng lực của mình. Thì cái dòng mà bên Kim Tan lựa chọn đó đều là cái dòng không có ga, nên bên đây là mình sẽ lựa chọn cái dòng đi theo thảo dược mà không có ga, chứ dòng có ga coi như là mình đó là cái con đường của mình đi. Thì á, em không biết rằng là cái hip point đó, để Bích Bích sẽ cung cấp cho thầy cái hình ảnh đó để thầy có thể thì nhìn qua cái phần này, tại vì bạn Bích đang là phụ trách cái phần marketing ở bên bên của Kim Tan, nên là em cũng muốn thầy đánh giá cái sản phẩm này và cũng cho em một số cái ý kiến và cái gọi là cái kênh triển khai ấy thôi. Đó. Tại vì nó chưa ra mắt nên là nó nhân tiện thì em sẽ chia sẻ về mấy những cái sản phẩm mới á, sắp sắp ra mắt ngoài thị trường á, thì em nhắc đây luôn rồi, lúc nào mà khi mà thầy nói về cái chiến lược để triển khai ấy thôi thì thầy nhớ để ý đến cái phần này giùm em á. Em sợ là thầy sẽ lướt qua mà nhiều khi thầy không biết được từ đầu quá, thì thầy sẽ chỉ cho nó chi tiết và cụ thể hơn. Nói chung là cái định hướng của chị thì mình thấy là khá là rõ ràng, và cũng cũng có những cái sự nghiên cứu nhất định. Tuy nhiên thì mình chỉ gọi là tiếng Anh là recommend, tức là mình chỉ gợi ý và đề xuất rằng là bộ phận marketing của công ty là phải nghiên cứu về thị trường, nghiên cứu về khách hàng kỹ hơn, kể cả từ ví dụ như là từ cái tên, từ cái màu sắc. Đấy, ví dụ như là cái này hướng tới đối tượng là xe tải hay là tài xế đường dài hay là người lái xe vân vân vân, thì những cái tên mình phân tích nó có liên quan hay không, như hit point đúng không ạ, thì những người mà biết tiếng Anh thì sẽ thấy là nó rất là liên quan. Đấy. Thế nhưng mà một người mà tài xế người ta không biết tiếng Anh thì hit point có nghĩa là gì đấy, đúng không ạ? Chúng ta thấy là Red Bull thì bull là con bò, bull là con bò tót, Red Bull thế thôi. Có hình ảnh hai con bò đang đang đấu với nhau, chính là cái hình ảnh một cuộc đấu bò tót của nước Tây Ban Nha. Hit point là cái tên đọc cũng khá là dễ dễ đọc, dễ nhớ.
Hoặc Thì là tại vì mình cái đó thì cái đó này, tại vì đối tượng đó là đối tượng chơi game á thầy. Cái chỉ hit point là trong gần như trong tất cả mọi cái trận game đều có cái hit point, nó thể hiện là cái mạng của mình còn hay hết đó thầy. Nè. Nè. Nếu như trường hợp nó là giống như cái lượng máu còn lại vậy đó, nếu mà mình mà đánh thắng địch đó, gọi là hit point, tức là cái đánh trúng mà. Nếu mà mình đánh trúng thì cái lượng năng lượng của mình nó tăng lên. Còn nếu mà khi mà mình gọi là hết cái hit point của mình mà nó cạn là coi như là game over đó thầy. Đó, nên đó là cái mà cái ngư lượng mà người sử dụng thì nó cũng đối tượng là người trẻ, tại vì nước năng tăng lực thì gần như là người lớn tuổi họ không dùng rồi. Cái người trẻ thôi, mà bây giờ gọi là cái game với cuộc sống con người gần như ai cũng cũng biết cái phần đấy, nên là mình chọn cái hit point để thể hiện được cái lượng năng lượng và cái cần phải nẹp vào trong cơ thể của mình, đó là cái năng lượng đó. Nếu Vậy mà thì chị đang phân tích như thế thì mình lại rất là thích, bởi vì thực ra mình cũng lâu lâu rồi mình không chơi game nên mình không biết cái lượng máu ngày xưa mình chơi nó hay gọi là mana. Đấy, à, bây giờ thì nó có thể sử dụng là hit point hay cú nó đánh đổi hay thành gì. hit point hết rồi thầy. Bây giờ là Vâng. tất cả game nào họ dùng cái từ hit point, nên là nếu mà người nào chơi game thì đều biết hit point là gì. Ok, thế thì rất là tốt. Thực ra là sử dụng một cái thuật ngữ mà nó đã phổ thông rồi, nó rất là thuận lợi cho mình. Rất là hay. Thì lúc nào mà thầy thầy ấy về cái việc mà kênh phân phối mà ấy đó, thì thầy hướng dẫn cho bên Kim Tan để mình ra mắt những sản phẩm mới và mình cần phải đánh như thế nào. Có thể là đấy là cái ý kiến của thầy và cái kinh nghiệm của thầy thôi, nhưng mà ở bên đây thì chúng em cũng chưa có được trải nghiệm nhiều và biết được nhiều về cái marketing. Chính vì vậy nên là hôm nay mới ngồi ở đây để cùng học với thầy, để học hỏi đó, nên là cũng nhờ thầy hỗ trợ thêm trong cái phần ý kiến của mình Vâng ạ, thầy. em nhất trí thôi. Nói chung đối với đồ uống ấy, dù cao cấp hay thấp cấp thì chúng ta thấy là chúng ta đều phải bắt buộc, từ như như lúc đầu buổi hôm nay tôi có nói là các anh chị bắt buộc đều phải rất là chú trọng đến kênh bán hàng trực tiếp hay còn gọi là kênh truyền thống. Đấy, nó có kênh GT và kênh MT. Đấy, chúng ta sẽ phân tích khách hàng, xong đó phân tích người mua, trong đó phân tích nhà phân phối. Đấy, xong đó chọn những cái thị trường trọng điểm chúng ta đánh, cách đánh chúng ta cũng ngồi phân tích ra. Đấy, chẳng hạn như là chị Hậu có nói về công nhân thì mình có chia sẻ một vài hướng như thế.